ơi, hiện giờ thì Chloe đang ở biển. Cảm giác Chloe refreshing, trước mặt Chloe là biển luôn á. Đó. Cuối tuần này thì Chloe khá là rảnh rỗi và thế là Chloe kéo theo mọi người đi ra biển cùng với mình một ngày thôi. Và bởi vì Chloe cũng chưa thật sự officially thông báo với mọi người về việc Chloe là brand ambassador dùng một hãng mỹ phẩm, chính là Aquajet. Cho nên Chloe cảm thấy là ngày hôm nay Chloe sẽ dẫn mọi người ra biển. Và song song đó thì Chloe sẽ cho mọi người xem một cái routine của Chloe một ngày ở biển như thế nào. Và đồng thời giới thiệu cho mọi người những cái sản phẩm đến từ Aquajet. Yeah. Bây giờ chắc là chúng mình sẽ tour về sáng hôm nay khi Chloe thức dậy. Và chúng mình sẽ bắt đầu cái vlog này cùng với skincare routine buổi sáng của Chloe nha. Good morning. Thông thường thì có khi Chloe sẽ không dùng serum buổi sáng, nhất là những hôm mà ở nhà buổi tối skincare đầy đủ xong, hoặc là những lúc mà đi du lịch ở chỗ mà thời tiết lạnh một chút á, thì buổi sáng có khi Chloe chỉ dùng toner thời lâu qua thôi. Tuy nhiên chúng mình đang ở biển và Chloe cảm thấy là lúc mình ở biển á thì mình rất là dễ ra dầu thừa trong ngày và những cái hơi bụi khác như là cát này, xuống biển rồi nuốt clo trong hồ bơi. Và thế là Chloe nghĩ là mình nên có một cái làn da thật là clean, thật là fresh để bắt đầu ngày mới, để mà cả ngày da mình nó dễ chịu, nó thông thoáng một chút. Và Chloe sử dụng sữa rửa mặt Reviving Dust Cleansing Gel to Foam của Aquajet. Thì đây là một cái sữa rửa mặt mà Chloe dùng không biết là bao nhiêu chai tính đến bây giờ rồi. Nó là dạng gel và khi mình mix một chút nước thì nó sẽ có bọt một chút. Aquajet thì có nhiều dòng sản phẩm skincare khác nhau dành cho những cái nhu cầu da khác nhau. Riêng dòng Reviving thì đây là một dòng bảo vệ cũng như là làm sạch cho da. Sản phẩm tiếp theo mà Chloe dùng đến từ dòng Whitening của Aquajet. Thì Aquajet có tổng cộng là 5 dòng skincare khác nhau. Trong đó có 3 dòng là Whitening, Hydrating và Anti-Aging, là dành cho những cái nhu cầu khác nhau về da. Và Chloe nghĩ là buổi sáng á, dùng Whitening sẽ phù hợp nhất. Bởi vì trong dòng này thì có một số sản phẩm nó sẽ nâng tông da, cũng như là nó sẽ đem lại cái vẻ tươi tắn rạng rỡ cả ngày. Và đầu tiên thì Chloe sẽ dùng Whitening Moisture Toner. Thì toner này bên cạnh cái việc nó cân bằng độ pH cho da thì nó cũng giúp dưỡng ẩm cho da nữa. Chloe cũng nghĩ rằng ở châu Á và ở Việt Nam mình thì chắc là các bạn vẫn rất là thích những cái dòng dưỡng trắng cho da. Chloe cũng vậy. Dòng này có chiết xuất vitamin C, cho nên là khi mà apply sản phẩm lên da thì chúng mình sẽ nghe được mùi vitamin C liền luôn. Một điểm rất là hay nữa về cái bao bì của những sản phẩm Aquajet chính là những cái thiết kế chai to như thế này, hoặc là những hũ cream á, thì cái phần nắp chính là cái mô hình của hòn đảo Jeju. Chloe thấy cái này vừa ý nghĩa và vừa rất là dễ thương. Bây giờ chúng ta sẽ dùng Emulsion. Cái sữa dưỡng này có một cái hay nữa là nó có khả năng ngăn chặn cái tình trạng bay hơi nước, để mà có thể giữ được cái độ ẩm trên da. Buổi sáng Chloe rất là thích dùng sữa dưỡng, tại vì nó không có quá dày, nó không quá nhiều dưỡng. Và với những bạn mà da dầu á, hoặc là da hữu cơ thiên dầu, thì trong ngày mọi người sẽ tìm kiếm những sản phẩm mà nó đủ ẩm thôi, nó không bị dư ẩm để mà không bị ra dầu thêm. Cái này thì Chloe rất là thích. Và bước cuối cùng trong skincare routine buổi sáng của Chloe mỗi ngày, và đây còn là bước đặc biệt cần thiết nhất khi mình ở biển, đó chính là cái chống nắng. Và cái chống nắng của Aquajet chính là thuộc dòng Protective No Sebum Sun Gel. Đó là, đây là một sản phẩm có khả năng kiềm dầu. Và độ SPF của sản phẩm này là 50+ và PA+, thì đây là một cái độ chống nắng mà Chloe thấy khá là tối ưu. Bên cạnh việc chống nắng thì sản phẩm này còn có những cái khả năng dưỡng trắng cũng như là ngăn chặn lão hóa một chút. Nói chung là một sản phẩm mà Chloe thấy là da nào cũng sẽ hợp và bạn nào cũng sẽ cần. Đặc biệt nữa là cái kem chống nắng này có khả năng ngăn bụi mịn, cho nên là rất thích hợp với những bạn nào mà ở thành phố. Không biết mọi người để ý được không á, nhưng mà sản phẩm này nó nâng tông da một chút. Một số bạn thì sẽ hay sợ dùng những sản phẩm skincare mà có nâng tông da, bởi vì sợ là nó sẽ trắng hơn nhiều quá, như là kiểu những cái primer trong makeup. Tuy nhiên không, Chloe nghĩ mọi người có thể thấy được lúc mà Chloe blend lên da thì nó tán ra rất là dễ dàng và nó không có bị trắng bệch ra. Thì phần mặt là xong rồi đó. Bây giờ thì Chloe sẽ vôi kem chống nắng cho cả người. Mình sẽ thay bikini và mình sẽ đi ra biển ha. Trước khi xuống biển thì Chloe sẽ make up một chút xíu. Plan của Chloe khi mà ra biển lát nữa là mình sẽ chơi bóng chuyền cùng với đọc sách một chút. Xong thì Chloe sẽ phủ phấn lên những vùng mà mình đã apply concealer. Chloe dùng phấn phủ của Charlotte Tilbury, cái này mới dùng gần đây thôi, nhìn thấy khá là ổn. Tiếp theo thì Chloe sẽ kẻ lông mày.
thường thấy là minimal makeup cỡ nào, makeup kit cỡ nào mà thiếu lông mày thì nhận biết là mặt mình nó cũng sẽ không được hoàn thiện. Bây giờ thì mình sẽ áp một chút màu lên khuôn mặt, phải hồng thi thi một chút, như là ra nắng xong rồi da nó ửng hồng á. Palette gồm có 3 màu của Chanel, đây là bảng màu số 190. Số 18 nè. Wow, đó hơi nhiều rồi. Wow. Không sao, không sao. Mình đang ở biển, má mình có thể hồng hơn bình thường một chút. Và đây là một cái highlight. Cho một chút lên mũi và hai bên gò má nha. Bây giờ thì Khôi sẽ cho một chút bronzer màu nâu nâu để nhìn mặt mình nó ấm áp hơn. Và lại một lần nữa là mình không cần làm quá kỹ như lúc ở nhà đâu. Bây giờ đến bước cuối cùng là son. Cái chân Khôi đơn giản lắm. I told you. Thời sau mà Khôi sẽ dùng dạo gần đây là thỏi màu Stay Curious của dòng Powder Kiss Lipstick của MAC. Dạo này thì Khôi không mê cái kiểu mà đánh son mà viền môi rõ như thế này, thì mình chỉ cần lấy ngón tay và mình dặm đều, thì như vậy cái viền môi nó sẽ được blur đi. Ok, now I'm ready. Bikini check. Đây là anh viền naked, half naked. Chuẩn bị xuống biển. Hello, hello. Bôi kem chống nắng. Wow. Bôi kem chống nắng chưa bạn ơi? Hả? Bạn nói gì cơ? Bôi kem chống nắng chưa? Được, đi xuống biển nha. Let's go. Check in from the beach. Bây giờ là 3 giờ và chúng mình vừa mới lặn ngụp biển lên. Bây giờ mình đang take a break, ăn snack, ăn trái cây. Và anh Jim thì đang đọc sách. Anh Jim xiên lắm luôn á. Kiểu Chloe cũng thích cái idea mà đi biển xong mang theo sách. Nhưng mà hôm nay Chloe nghĩ là tại vì đi có một ngày thôi, không mang sách của mình. Anh Jim có mang sách thì anh cũng cảm thấy là nghỉ không. Tại vì anh Jim cũng hay kể cho Chloe kiểu đọc cái đọc sách vài hôm á. Xong lâu lâu kể cho Khôi nghe. Ừ, đọc được đoạn nào hay lại kể đúng không? Ừ. Anh đang đọc quyển cho bài nhận. Ồ, trên này bị ngược này. Give and take. Yeah, give and take. Thì cái này của Adam Grant, là một bạn psychologist. Hít thở một chút. Gió biển. I love this. Em đã hát bao nhiêu những tấm hình dịp cho em chưa? Em đang chỉnh nè. Nice. Instagram. Wow. Post hình này gì? Insert hình cho video chưa? Các bạn nhớ follow Huy Trey để được xem được 3 tấm hình này nha. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi chơi bóng chuyền. Yay! Volleyball league between Chloe and Jim and Huy and Tiến. Chloe sẽ trổ tài volleyball cho mọi người sau quá nhiều năm không chơi. Hồi xưa, năm Chloe lớp 11 á, Chloe ở trong volleyball team của trường nha. Kể sao không? Nhưng mà Chloe nhớ là mình chỉ có giỏi
underhand đúng không? Underhand surf. Không nhớ lắm. Vậy tụi mình sẽ để máy quay gimbal của Tiến ở dưới cát. Và mong là sẽ không có đánh một trái bóng thật là mạnh trúng cái máy. Nếu không thì em nghe tiếng khóc ở đâu đó. Của ai đó? Thì đâu đây? Có khi là tiếng khóc của Huy. Mày Huy một cái mới. Vậy thôi. Vừa từ dưới biển lên phòng và bây giờ rất muốn nhảy xuống, nhảy xuống hồ bơi ở đây, nhưng mà chắc là sẽ phải reapply lại kem nắng một chút. Thông thường thì trong thành phố thì Chloe ít khi nào mà reapply lại sunscreen, tại vì mình cũng không hoạt động ngoài trời nhiều, và chỉ số chống nắng ở đây thì cũng khá là cao. Oh hello Huy, em muốn bơi với chị không? Nhưng mà bởi vì mình đi biển á, thì thông thường cho dù là bạn có dùng kem chống nắng có chỉ số cao bao nhiêu đi chăng nữa thì tốt nhất là vẫn nên tầm 2 tiếng, hoặc tốt hơn nữa là 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng mình sẽ reapply lại sunscreen một lần. Thôi vẫn sẽ dùng cái kem chống nắng hồi sáng, dùng cái Protective No Sebum Sun Gel này thôi. Cái cách mà để Chloe reapply sunscreen á thì mình sẽ tap trên da như thế này thay vì mình chà sát. Nhưng mà thật sự Chloe cũng không quan tâm tới makeup lắm khi mình đi biển á, cho nên là cũng không sao cả mọi người ơi. Chống nắng vẫn quan trọng hơn. Long story short, hoa này tên là hoa quần anh. Và đây là quyền bưởi. You're so silly. Nói lại đi Huy. Nhìn mà Huy bắt đầu từ đâu luôn. Wow, tối hôm nay chúng mình gọi khách là nhiều. Anh cũng muốn đọc menu anh đang gọi gì không? Đúng rồi, chết rồi. It's all you. Ok. Mình có nga hàu sống nè. Mình có gì đấy? Đây là món gì ta? Sò điệp lươn hành nè. Mình có nghêu hấp giả nè. Mình có thỏi cá. Gọi cá đục. Gọi cá đục đúng rồi. Mình có ốc hương nướng và mình có kho quẹt. Nghĩa hấp xả gì đó? Nghĩa hấp xả gì? Tất cả một món như ra à là mì đúng không? Đúng rồi, mình có một cái mì xào hải sản này. Kết thúc buổi tối bằng view ăn tối ở cây bàn với sóng biển ri rao ri rao. Very nice. Và bây giờ sau bữa ăn tối thì chúng mình đã đến bước skincare. Và bước đầu tiên thì Chloe sẽ đeo ngay bờ mình lên. Cái băng đô này chắc là cũng đã xuất hiện trên video của Chloe gần nghìn lần. Chắc là Chloe rất cần một cái mới để thay liền luôn á. Bước thứ hai đó chính là mình phải rửa tay. Bữa mình mới vừa ăn hải sản xong. Đầu tiên thì Chloe sẽ dùng sữa rửa mặt giống Chloe dùng buổi sáng, là cái Dust Cleansing Gentle Foam này của dòng Reviving. Đây là một cái sữa rửa mặt mà Chloe cực kỳ thích dùng buổi tối, bởi vì nó có khả năng tẩy được cả makeup luôn. Và nhất là những bạn nào mà chỉ makeup nhẹ hoặc là skin buổi sáng thôi, thì buổi tối dùng cái này Chloe được thấy là sạch rồi. Mình sẽ lấy một chút sữa rửa mặt ra.
Những lúc mà Khôi dùng tẩy trang trước cái này á, thì Khôi sẽ thích là mình sẽ cho nước vào cái sữa mặt cho nó tạo bọt luôn. Tuy nhiên là nếu mọi người dùng theo cách 2 trong 1 để vừa tẩy trang vừa rửa mặt thì Khôi khuyên là mọi người nên massage lên mặt trước để mình có thể làm tan cái lớp makeup đi. Sau đó mình có thể áp thêm nước vào để mình rửa hóa một chút nha. Rửa mặt bây giờ Khôi mới thấy trên tay mình lấm chấm những cái những cái thương tích từ lúc chơi bóng chuyền. Very clean. Tiếp theo sau khi rửa mặt thì Chloe sẽ dùng đến toner. Và với cái mong muốn là có thể show cho mọi người hết những cái dòng của Apogee thì tiếp theo Chloe sẽ dùng dòng anti-aging, tức là dòng màu hồng thế này đây. Ta-da! Đây chính là sản phẩm Essential Freshener. Thì nghe cái tên cũng có thể hiểu đây là sản phẩm đầu tiên trong cái chu trình dưỡng da của mình. Thì đây là một cái toner mà nó xịn hơn những cái toner bình thường khác ở chỗ là cái chất của nó khá là đặc, nó rất là gel và nó sẽ có nhiệm vụ là bước mở đường để những sản phẩm sau á nó sẽ hấp thụ được tốt hơn nữa. Thì đối với Chloe đây vừa là một cái toner nhưng cũng là một cái cream serum. Tiếp theo thì Chloe sẽ dùng một sản phẩm xịn khác nữa của dòng anti-aging. Và lý do vì sao mà Chloe thích dùng cái sản phẩm chống lão hóa thì Chloe cũng đã nói đi nói lại rồi, không biết mọi người đã chán chưa, đó chính là Chloe luôn cảm thấy là với cái lối sống của mình thì mình nên chống lão hóa sớm. Và đây là cái tinh chất cô đặc của dòng này. Trong này thì sẽ có những cái hạt ampoule mà khi mình xịt ra tay thì nó sẽ vỡ ra. Rất là cool. Chất thì cũng rất là trong suốt luôn. Mặt Khôi rất là dễ nhăn á, tại vì Khôi cười á là cảm thấy đuôi mắt là sẽ nhăn, mũi cũng nhăn. Cho nên là Khôi mong là dùng những cái sản phẩm như thế này thì nó sẽ cải thiện được những cái vấn đề đó. Công nhận là cả hai sản phẩm của dòng này á thấm rất là nhanh. Cho nên là Khôi vừa mới kiểu tán với nhau một phát là ngấm rất là nhanh luôn. Và bước cuối cùng thì đây là một bước khá đặc biệt của việc Khôi mix hai sản phẩm với nhau. Và sản phẩm đầu tiên thì sẽ đại diện cho một dòng nữa của Apogee mà Khôi giới thiệu mọi người, đó chính là dòng Hydrating. Thì đây là dòng chuyên cấp ẩm. Và những bạn nào mà mong muốn về skincare không có gì quá cao siêu, không cần dưỡng trắng, cũng không cần chống lão hóa thì Khôi nghĩ dòng Hydrating sẽ dành cho bạn. Nhưng mà lý do vì sao Khôi bảo là bước này rất là đặc biệt là bởi vì Khôi sẽ mix sản phẩm này cùng với một cái mặt nạ ngủ của Apogee. Thì đây chính là Reviving Sleeping Pack. Và cái mặt nạ ngủ này thì có hai cách dùng. Mọi người có thể dùng hàng ngày theo kiểu là dùng một mình nó ở ngay sau bước toner hoặc là serum chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà muốn dùng theo dạng là nâng cao dưỡng ẩm thì mình sẽ có thể mix cùng với cái cream bạn dùng. Sau đó thì sẽ xịt cho một xíu cái sleeping pack. Và mình sẽ mix lại với nhau. Cái chất của cái mặt nạ ngủ này á, nó vừa nhìn giống và màu nó cũng khá là giống mật ong. Và thế là lúc mà Khôi đọc thành phần á, thì Khôi mới biết là nó cũng chiết xuất từ mật ong thật. Cảm giác rất là dễ chịu trên da. Xong, bây giờ thì Khôi đã sẵn sàng đi ngủ rồi. Tua một chút tới ngày hôm sau thì hiện giờ Khôi đã về lại nhà sau một chuyến cuối tuần ở biển. Và cảm giác như thật là relaxing. Ước gì là cuối tuần nào Khôi cũng được đi biển á, nhưng mà không phải lúc nào có thời gian như vậy. Khôi nghĩ là tuy video này cũng khá là dài nhưng mà chắc chắn cũng không thể nào mà truyền tải hết được những gì mà Khôi muốn nói và muốn kể cho mọi người nghe về Apogee được. Nhưng mà Khôi mong là mọi người đã phần nào làm quen hơn với thương hiệu skincare đến từ Jeju này. Và Khôi cũng hy vọng là mọi người cũng sẽ sớm có những trải nghiệm của riêng mình và cũng sẽ yêu Apogee giống như Khôi vậy. Giống như Khôi yêu Apogee vậy. Nhưng mà mọi người cũng có thể hiểu như là giống như mọi người yêu Khôi vậy cũng được. Nếu có bất kỳ câu hỏi gì thì mọi người có thể comment ở dưới cho Khôi trả lời nhé. Còn bây giờ thì Khôi sẽ đi ngủ đây. Khôi sẽ gặp mọi người ở video lần sau. Stay gorgeous.